Chào mừng các bạn đã tiếp tục đến với khóa học về lập trình vi suy sắp nâng cao và sử dụng trò chơi cờ caro. Chúng ta tiếp tục đi đến với phần tiếp theo của bài học mà chúng ta đang tìm hiểu, đó chính là lập trình chương trình pen đơn giản. Đó là bài xử lý vấn đề repen. Thì ở bài trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách thiết các giao diện, xử lý các sự kiện vẽ cho chương trình pen chúng ta, sự kiện vẽ đàng thẳng đơn giản thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái vấn đề mới, đó chính là vấn đề repen. Rồi trước hết chúng ta sẽ quay lại với Visual Studio 2010 Express của chúng ta. Chúng ta chọn demo chương trình pen. Đây là cái project hôm nọ chúng ta đã tạo luôn các bạn. Mình chạy lên. Thì ở bài trước mình đã lập trình cho cái form chúng ta vẽ một cái đàng thẳng. Chúng ta chưa thiết lập những cái nút này nhé các bạn. Chúng ta chỉ mới là bắt buộc là cái graphic của chúng ta nó gọi đến phương thức draw line thôi. Chúng ta có thể vẽ được các đàng thẳng như thế này. Tuy nhiên là mỗi lần như vậy nó không có ghi nhớ là cho chúng ta. Chúng ta đã phải refresh lại để chúng ta có thể thấy được những cái hình đoạn ngắn nó cập nhật lại các bạn. Rồi, thì bây giờ ở bài học này chúng ta sẽ tìm cách chúng ta lưu lại. Chúng ta không bị mất mỗi khi chúng ta vẽ một nét mới, nó refresh lại mất chúng ta. Và khi mà chúng ta mất focus vào cái form nó cũng không mất chúng ta ha các bạn ha. Rồi, để lưu lại những cái gì chúng ta đã vẽ thì chúng ta sẽ dùng một cái cách, một cái mẹo. Thì mình không biết có cách nào khác không, nhưng đối với mình, theo mình tìm hiểu được thì chúng ta sẽ dùng cách này. Chúng ta sẽ dùng một cái đối tượng gọi là bitmap. Rồi, trước hết mình sẽ khai báo đối tượng nó ra, ra việc bitmap, gạch bm, tên đối tượng là bitmap. Rồi, nói một chút về bitmap. Bitmap là gì? Bitmap là một lớp kế thừa từ image. Rồi, image thì các bạn hiểu rồi đúng không các bạn? Một cái ảnh. Và dĩ nhiên, cái điều đặc biệt ở đây, nó kế thừa từ một cái ảnh thì nó sẽ có những cái phương thức và thuộc tính của cái ảnh rồi. Và nó có thêm những thuộc tính và phương thức riêng của nó nữa. Và cái bitmap này là một cái lớp cực kỳ hay ở MC Sharp. Nó giúp chúng ta rất là nhiều thứ. Ngay cả cái việc gọi là chúng ta mở con trỏ, mở con trỏ MC Sharp nhé các bạn. Bitmap cũng cho phép chúng ta mở ra chúng ta đọc ảnh nhanh hơn. Có một số người hiểu lầm rằng trong ngôn ngữ C Sharp chúng ta không có con trỏ. Tuy nhiên thật ra nó có nhé các bạn. Rồi, thì đây là đối tượng bitmap ta. Các bạn chỉ cần hiểu nó là một cái ảnh được, nhưng mà nó có những phương thức và thuộc tính rất là hay thôi. Thì ở đây, cụ thể trong trường hợp chúng ta, đây phép chúng ta có thể lưu lại được những gì chúng ta đã vẽ. Rồi, ý tưởng của mình là xuất phát là thế này. Khi chúng ta vẽ lên form, các bạn thấy là chúng ta đã vẽ lên cái form của chúng ta. Thì khi chúng ta vẽ lên form như vậy, thì khi mà chúng ta dứt nét vẽ, là chúng ta sự kiện mouse up đó các bạn, chúng ta buông chuột ra, thì mình cũng vẽ lên cái bitmap luôn. Ha, các bạn hiểu ý không? Tức là khi chúng ta vẽ như này, chúng ta thao tác nó form làm gì chúng ta không biết. Chúng ta có thể cầm con chuột ta kéo lên, kéo xuống, kéo xuống, cái nét vẽ nó nhảy tùm lum. Bitmap nó không biết. Nhưng khi chúng ta dứt nét vẽ, cái nét vẽ nó ăn vô trong cái form của chúng ta thì chúng ta cũng gọi một cái phương thức vẽ lên cái bitmap chúng ta y chang như vậy đúng không các bạn? Và sau đó mình sẽ gán lại cái bitmap nào đó cho cái ảnh nền của form. Rồi, để mình làm thử cho các bạn xem. Thế này. Để mà vẽ được bitmap các bạn thấy chúng ta cần một cái đối tượng graphic đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ khai báo một đối tượng graphic. Thì như mình đã nói rồi, đối tượng graphic này giúp chúng ta có thể vẽ được. Rồi thì bây giờ các bạn thấy là để mà cái đối tượng graphic nó có thể nó hiểu được vẽ lên bitmap thì chúng ta cần khai báo được rằng cái đối tượng graphic này nó sẽ vẽ được bitmap. Thì như những bài học trước chúng ta sẽ sử dụng phương thức là regraphic đúng không các bạn? Xin lỗi, bằng bm chấm Ray graphic. Các bạn thấy là cái bitmap chúng ta không có phương thức ray graphic như là form hoặc là panel. Thì ở đây mình sẽ chỉ với các bạn cách thứ hai, cách mình đã hứa vào thời điểm thích hợp mình sẽ chỉ. Rồi, cách thứ hai của chúng ta là như thế này. Chúng ta dùng cái lớp graphic chấm cái phương thức tỉnh là form em, các bạn thấy đây. Rồi, và chúng ta truyền cái đối tượng bitmap ta vô. Các bạn thấy là nó cần một cái đối tượng là image, nhưng mà bitmap chúng ta kế thừa từ image, vì thế chúng ta có thể truyền vào được. Rồi, các bạn thấy như vậy. Rồi, như vậy đây là cách thứ hai để chúng ta có thể cấp phát được cho đối tượng graphic chúng ta nó hiểu rằng nó sẽ vẽ lên đối tượng nào. Cụ thể đây chính là cái bitmap chúng ta. Rồi, các bạn thấy như vậy thì nó sẽ báo lỗi chúng ta chưa đủ, bởi vì các bạn thấy là bitmap chúng ta chưa cấp phát vùng nhớ. Chúng ta sẽ phải new đó các bạn, bm bằng new bitmap. Rồi, bitmap chúng ta có 12 overlap để mình xem. Thôi sử dụng phương thức overlap là width và height, chiều rộng và chiều cao. This.width dis.2 mình truyền chiều rộng và chiều cao của cái form chúng ta chính là của bitmap, cho bitmap này luôn. Bitmap này rộng bằng cái form chúng ta. Để khi chúng ta gán lại cái nét vẽ nó tự nhiên đúng không các bạn? Nó đúng với lại những gì chúng ta đã vẽ đó. Rồi. Bây giờ chúng ta đã khai báo được cái đối tượng bitmap.
chúng ta đã có thể vẽ lên cái bitmap này thông qua đối tượng là GRS, một cái thuộc tính của chúng ta. Như mình đã nói hồi nãy, với trong sự kiện mouseup chúng ta sẽ thiết lập cho nó là khi người dùng dứt nét vẽ thì chúng ta sẽ vẽ lên cái bitmap chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ dùng đối tượng GRS.rawline. Rồi, bạn thấy nó cũng cần cái pen. Ở đối tượng đây chứ mình không có pen rồi, mình sẽ phải tạo một cái đối tượng pen mới. Ở đây bởi do mình chỉ mới demo cho các bạn thôi, mình chưa có gọi là thiết lập động á. Rồi, color.red giống như lúc mà chúng ta vẽ sự kiện pen ha các bạn ha. Cho nét vẽ nó giống. Raw line nó chuyển pen và chúng ta chuyển pen 1 và chúng ta lấy được ở sự kiện meltdown và P2. Chúng ta đã lấy được ở sự kiện most smooth ha các bạn ha. Rồi. Khi mà most smooth ở điểm cuối cùng thì P2 cũng chỉ điểm cuối cùng đó các bạn. Không còn gì là thắc mắc nữa. Rồi. Ở đây thì các bạn thấy chúng ta vẽ được lên cái bitmap chúng ta. Rồi công việc cuối cùng chúng ta cần làm đó chính là chúng ta gán lại cái background em của cái form cho cái bitmap này bằng. Rồi, nhưng mà các bạn thấy chúng ta viết như vậy là chúng ta đang tham chiếu chung vùng nhóm các bạn. Vì thế chúng ta sử dụng phương thức gọi là clone để chúng ta sao chép cái đối tượng bitmap này ra một vùng nhóm mới. Cái background em này chúng ta sẽ tham chiếu tới đó để tránh cái chuyện gọi là bị overlap các bạn, bị tham chiếu chung vùng nhớ thì nó sẽ có những cái sai lầm, những cái sai nó phát sinh ra chúng ta không có kiểm soát được. Ở đây nó báo lỗi là bởi vì phương thức clone trở về một cái object thì chúng ta cần phải ép kiểu bitmap lại cho nó hiểu đây là bitmap, vùng nhớ đó là của bitmap. Rồi như vậy thôi, mình sẽ chạy lên thử và điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái đoạn thẳng. Rồi sau đó mình vẽ một cái nữa. Các bạn thấy sao? Của ta không bị mất bởi khi chúng ta đứt nét vẽ, nó vẽ lên cái bitmap chúng ta và chúng ta gán lại cho bitmap đó cho cái background em của mình của form. Thì như vậy thì chúng ta những gì chúng ta đang thấy giờ chính là cái background em mình của form đó các bạn. Mình thấy rất là hay. Hoặc là khi chúng ta tắt form xuống, chúng ta mở form lên, nó vẫn còn bởi vì đó không phải những đối tượng đồ họa bình thường nữa. Đó là cái background em mình thôi các bạn ha. Một cái chiêu thức. Rồi, nếu như bạn nào tin ý thì giờ các bạn thấy mình vẽ có hiện tượng như sao các bạn? Hiện tượng giật giật đúng không các bạn? Đó chính là một vấn đề mà mình đã nói ở cái phần thiết kế giao diện. Tại sao mình không sử dụng panel ở đây cho nó hợp lý một chút? Chúng ta chia rõ ra ba vùng, bởi vì panel nó không hỗ trợ chúng ta khắc phục được cái chuyện mà chúng ta vẽ bị giật thế này. Thật ra cái chuyện vẽ bị giật thế này là do chúng ta không thiết lập thuộc tính cho form. Microsoft đã cố tình gọi là hạn chế tất cả những cái gì mà nó có thể gây tràn bộ nhớ. Tuy nhiên, đối với nhu cầu chúng ta, chúng ta sử dụng đồ họa, Microsoft cũng có cung cấp cho ta một số phương thức tôi thiết lập cho form để nó có thể nhớ được một chút, rồi nó tăng thêm bộ nhớ đệm các bạn, để nó nhớ lại những gì chúng ta đã làm. Như vậy thì mỗi lần như cập nhật lại cái form chúng ta thì nó sẽ vỡ phải gọi là vất vả, nó cứ phải gán lại cái ảnh mới, rồi gán lại ảnh mới, gán lại ảnh mới, cứ refresh gán lại ảnh mới như vậy, nó rất là chậm cái máy chúng ta ha các bạn ha. Rồi, thì đó mình chỉ đề cập thôi. Ở các bài học này mình chỉ hướng dẫn các bạn là ở chỗ chúng ta giải quyết vấn đề repaint như thế nào, đó là chúng ta dùng bitmap mà sau mỗi lần chúng ta dứt nét vẽ, chúng ta vẽ lên bitmap và chúng ta gán cái bitmap đó cho cái background image của form ha, tạo nên cảm giác cho chúng ta đang vẽ lên trên cái form ha. Rồi, xin ngắt chào đợi các bạn và hẹn gặp bạn ở video sau, là video cuối cùng chúng ta sẽ hoàn thiện tất cả những chức năng này ha các bạn ha.